Các cô chú chị ạ, hôm nay thì em An đi xuống đây thăm hoàn cảnh của anh Vương Mỹ Hơ. Vương Mỹ Hơ. Lúc này thuộc lúc xóm hả chị? Xóm Lũng Lầu. Thuộc xóm Lũng Lầu, xã Khâu Vai nhỉ? Xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Một căn nhà rất là sục sịch các cô chú anh chị ơi. Điều rất là bất ngờ, một khung cảnh rất là thật sự rằng là khiến con người ta nhìn vào để rơi hết cả nước mắt các cô chú anh chị ạ. Một căn nhà đây, hiện rõ đây, từng chút một đây, một ngôi nhà sắp sập tranh vênh đây này. Giờ các cô chú anh chị có thể nhìn thấy được luôn đây. Anh Hờ đang đứng mà ngôi nhà tưởng chừng như là nghiêng sắp đổ hết rồi. Anh Hờ này con đi ở kia nhỉ? Tao thấy lúc chồng nhau á. Một điều rất đáng buồn các cô chú anh chị ạ. Đây là một bạn nhỏ này, con của anh Hờ đây, cháu nhỏ trong nhà. Thì Xua, cháu Xua nhỉ? Con xinh gái thế. Một điều rất đáng buồn thì các cô chú anh chị ạ, vợ của anh Hờ này thì bỏ chồng đi rồi, bỏ anh Hờ đi rồi nhỉ? Thì anh Hờ ra góc này nói chuyện một xíu này. Một cháu gái, vợ của anh Hờ thì bỏ đi rồi. Ô, nhìn cháu thương nhỉ? Thế có nhớ mẹ không? Mẹ bỏ đi như thế, mẹ có bảo với cháu câu nào không? Chân cho nước khiên nước mùi á, chỉ thả bớt tù mới nhổ bao bao. Các cô chú chị ạ, nhà từ anh Hờ nói ra thì những lời nói của anh Hờ kể lại với em An thì vợ của anh Hờ thì bỏ đi, không nói với anh Hờ với cả con một câu nào hết, bỏ một đứa con nhóc nhóc này, đứa cháu nhỏ, cháu gái rất là xinh, mắt tròn xoe này, rất là đáng thương. Tại vì vợ anh Hờ này bỏ đi là khi cưới nhau về, lấy nhau về thì thấy hoàn cảnh của anh Hờ thì khó khăn quá, khổ quá nên là bỏ đi rồi, bỏ đi chỗ khác rồi, không ở với anh Hờ nữa. Ngôi nhà thì sắp sập, rất là nghiêng ngả. Trên gác này thì như người đồng bào ở trên vùng cao này thì gác này là nơi để lương thực thực phẩm ngô nghiếc là trên này hết, nhưng mà gia đình này thì trên gác này không có gì các cô chú anh chị, trống rỗng luôn, không có cái gì nữa. Anh Hờ là bình thường là vẫn đi làm việc kiếm tiền nuôi, bây giờ là hiện tại là vợ cũng không còn ở cạnh anh nữa, vợ bỏ đi rồi. Anh Hờ vẫn làm việc để kiếm tiền nuôi em bé nhỏ đây. Hôm nay em An rất bất ngờ em An đi vào đây, thì em An cũng vào đây để xác nhận lại thông tin thôi. Cũng không ngờ rằng là gia đình anh nó lại thật sự rằng là rất là khó khăn như thế. Gạo nghiếc đây, các cô chú anh chị. Đây là cái căn bếp. Căn bếp của nhà anh Hờ đây. Căn bếp này không có gì. Ồ, cho mọi người bố tụi mình cháy nó nhá. Cái này là để nấu cháo cho cháu nhỏ trong nhà ăn ấy. Con của anh Hờ ấy. Ô, trong nhà này bây giờ không có một cái gì nhỉ. Cái này là đồ mèn mén. Đồ mèn mén ăn ấy, không có. Không có cái gì, mắm muối là cũng hết sạch rồi. Ai dù, thương quá nhỉ. Cái nhà anh dựng được lâu chưa? Lúc trên thì ua tê là. Lúc trên thì ua tàu từng bé lúc sống. Nhà của anh Vương Mỹ Hờ là làm được 3 năm. Từ lúc sinh ra em bé nhỏ này này. Con của anh Hờ làm 3 năm, còn vợ thì bỏ anh đi rồi. Rất là đáng thương, rất là tình nền đất. Nếu Man quay lên thì nếu mà ủng hộ giúp đỡ được thì trước tiên việc đầu tiên là sẽ làm lại cái nhà nhỉ. Cái nhà này bây giờ sắp sập hỏng hết rồi còn đâu nữa. Không thấy rồi. Thế này mưa gió thì nhá, sợ lắm nha, buổi tối sợ ngủ ở đây ấy. Có một lần sợ lắm, đi ngủ đó, đi ngủ sợ đó. Đây này, cái nóc của ngôi nhà đây, tấm bồ rô vớ hết rồi. Mưa, tú tà nhá. Tú tà, không phải tú tà không? Chắc sợ mình lô rồi. Mưa là dột hết vào nhà ở của chú chị ạ, như anh Hờ vừa nói, trên này là thủng hết rồi này. Ngôi nhà sắp sập này, mấy cây trống này. Chống ngôi nhà lại thôi, để níu giữ lại ngôi nhà, không là không còn cái gì nữa. Anh Hờ bây giờ mà vợ thì cũng không ở cạnh anh nữa, có mấy con nhỏ thôi. Rất là khó khăn, nếu mà bây giờ căn nhà này mà sập thì không còn một cái gì nữa. Đây, cây chống cây nghiếc này. Không hết thật. Một cái giường rất là nhỏ nhỏ này, tạm bợ này, được tạo nên bởi mấy cái tre này. Cái chiếu lũ à, kilo chứ. Các cô chú anh chị. Em An cứ tưởng đây là lấy có một cái giường ở đây. Thì em An cũng có quay lên thì anh Hờ anh bảo không phải giường của anh nhá.
anh đi mượn. À, là mượn về. Cái giường này cũng không phải là của anh, rất khó khăn. Một cái nền nhà thì rất khó khăn. Nếu mà để nói đến nền nhà thì chắc là không có nền dài xi măng đâu. Nền này nền đất. Ô, rất khó khăn anh hờ. Đi quay một chút về toàn cảnh bên ngoài cho các chú anh chị cùng nhau xem luôn. Một ngôi nhà rất là nhỏ. Đây đây, đây là toàn cảnh của ngôi nhà này. Dài tưởng chừng như mấy mét thôi, không dài lắm. Đây bên này còn góc bên này này, các cô chú anh chị. Ô, anh Hờ dẫn em ăn đi xuống quanh ngôi nhà xem luôn này. Ngôi nhà này không trụ được nữa rồi. Đây này, mục hết thế này. Cho tông đi chứ chua rồi. Cái này là làm bằng tre thôi, không trụ được đâu. Mọt hết rồi thì còn đâu nữa. Ôi dồi, cái khe này các cô chú anh chị ạ. Đấy anh Hờ cũng có chia sẻ luôn là trước có nuôi gà ấy. Cái khe này là trước trộm nó vào đây để ăn cắp con gà. Ô dúi tụi cái là nhiều mù thế. Dúi tụi cái là gà là nhiều là mù thế chị bỏ cá chị chị. Ừ. Ôi dồi, nhà có mấy con gà thôi mà cũng mất luôn. Thế là củi này là đi lấy xa về không? Cũng rất là chăm chỉ, một đống củi đây các cô chú anh chị ạ. Dù rằng là đang một thân một mình gà trống với con nhưng mà vẫn chăm chỉ đi lấy được rất là nhiều củi. Đây, một đống củi đây. Ô, phía sau ngôi nhà đây, đây. Trên này là vớ rồi đây này, bờ rô vớ hết rồi đúng không? Quanh ngôi nhà các cô chú anh chị ạ. Em ăn cho các cô chú anh chị nhìn là tổng thể qua ngôi nhà này luôn nhé. Ngôi nhà rất là nhỏ, trung tranh. Bên ngoài thì nhìn là đá rất rồi tàn rồi. Đi vào trong ngôi nhà thì mới biết được hết rằng là ngôi trong ngôi nhà nó còn tồi tàn hơn nữa rồi. Rất là tồi tàn, rất là thương. Trong này thì được phủ một lớp bạt này. Cái này cũng lấy cái chống cái mái lên thôi nhỉ, không là sập xuống nhỉ. Rất là đáng thương các cô chú anh chị ạ. Bây giờ việc gấp hiện tại bây giờ là cái đầu tiên là việc gấp của bây giờ là phải giải quyết được cái lương thực thực phẩm. Trong nhà thì không có cái gì ăn. Đây một bản nhỏ rất là thương nhưng mà không có cái gì ăn thì ăn cái gì đây. Hôm nay em ăn đi vào đây cũng để xác nhận lại thông tin ngôi nhà thôi. Mà em cũng không biết rằng là trong ngôi nhà nó lại hoàn cảnh đến mức độ này. Thì mong sao là cái video này của em An quay lên các cô chú anh chị, chú anh chị ạ. Để mong sao là cái hoàn cảnh của anh Hờ này em An quay lên. Em An quay thì quay đúng thực tế hiện trạng của ngôi nhà với cả gia cảnh của anh Hờ thôi. Thì mong sao các cô chú anh chị có thể nhìn thấy được cái video. Thì video sau thì em An cũng sẽ quay lại đây để hỗ trợ một chút nào đấy cho gia đình. Lương thực thực phẩm này, còn ngôi nhà thì tính sau thôi. Đầu tiên là phải cái ăn trước đấy. Bố con. Thế anh Hờ thả lũa chỉ pua bò giờ nghe chưa? Các cô chú anh chị ạ, như là lời anh Hờ cũng vừa nói thì anh Hờ cũng thứ nhất là gửi lời chào đến các cô chú anh chị và thứ hai là anh Hờ cũng mong muốn sao rằng là anh Hờ để cho em An quay lên thì các cô chú mạnh thường quân cùng với tất cả mọi người có thể nhìn thấy được video, có thể ủng hộ cho anh Hờ một chút nào đấy. Anh Hờ thì có một con nhỏ rồi, gia đình rất là khó khăn, không có vợ, vợ thì bỏ đi rồi. Thì có thể hỗ trợ cho anh Hờ một tí thì chút nào đấy thì anh Hờ rất là cảm ơn đúng không? Thế là u cho xa ta thật từ là cho bọn giờ ba chỉ bế mà cho cắt tua hả? Ừ. Thế cháu nhỏ chào ông bà đi nhỉ? Ê, con chào ông bà đi. Con chào ông bà ngoan ngoan thế nào? Bye nhá. Ơi, ngoan ngoan nhá. Bye bye nhá. Vâng, em An cũng xin khép lại và kết thúc video này tại đây nhá. Các cô chú anh chị ạ. Để các bà mai mốt các bà ủng hộ gì giúp cho con nhá nhỉ. Mẹ con thì cũng bỏ con đi rồi, con ở với bố thôi. Rất là thương các cô chú anh chị ạ. Thì em An cũng xin kết thúc video này tại đây nhá các cô chú anh chị ạ. Có gì những video sau các cô chú anh chị và tất cả mọi người để ủng hộ cho hai bố con này, hoàn cảnh gà trống nuôi con ấy bây giờ ấy
thì em An sẽ quay lại anh em An hỗ trợ cho gia đình nhé, cô chú ý chị nhé. Em An xin cảm ơn và kính chào các cô chú ý chị ạ.